Hàng ngày vẫn có nhiều đám cháy thực bì xảy ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, gây ra cảnh bầu trời luôn trong trạng thái có lớp khói mờ ảo. Tình trạng trên diễn ra từ nhiều tuần trở lại đây, dù đầu năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo hỏa tốc dừng ngay việc xử lý thực bì mùa khô năm 2022, 2023 trên địa bàn toàn tỉnh lý do thời gian qua một số đơn vị chủ rừng tiến hành xử lý vật liệu cháy bằng biện pháp phát dọn đốt thực bì nhằm hạn chế cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy rừng trong mùa khô nhưng đã thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật quy định làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng cảnh quan môi trường chung trên địa bàn tỉnh dù đã có chỉ đạo nhưng tình trạng đốt thực bì đốt rác trong rừng vẫn diễn biến phức tạp và hầu như không có sự kiểm soát ghi nhận ở hầu khắp các phường xã có rừng tại thành phố đà lạt khói bụi vẫn bốc cháy từng ngày đặc biệt là các khu vực xa trung tâm thành phố như khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm đèo tà nung các xã xuân thọ xuân trường trạm hành cột khói cao hàng chục mét từ các đám cháy thực bì theo chiều gió cuốn vào khu trung tâm gây cản trở tầm nhìn chất lượng không khí giảm rõ rệt có thể nhận biết bằng mắt thường hậu quả thảm thực vật phía dưới bề mặt đất bị thiêu rụi bao gồm các cây nhỏ động vật nhỏ việc xử lý thực bì bằng cách đốt bỏ cũng đã để lại các vết cháy loang lỗ trong các khu rừng thông vốn xanh màu lá ảnh hưởng không nhỏ tới cảnh quan ven đường nhất là đường giao thông chính hay đường vào khu du lịch bên cạnh đó những loại cây nếu sống sót qua cơn cháy thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình sinh trưởng do lá bị úa đỏ vỏ cây bị cháy theo quan sát hầu hết các vụ cháy thực bì thường diễn ra vào buổi chiều tối và chỉ được khống chế dập tắt khi thực bì đã cháy hết